Tôi nghe Đức Phật dạy là trên con đường này sai lầm lớn nhất là bỏ cuộc giữa chừng. Đức Phật nghe dạy. Rồi chúng ta bước thêm một bước nữa chúng ta cũng không bỏ được không? Hai sư hôm giờ mình ăn một bữa là hai sư quen được cái bữa ăn của mình không? Dạ chúng con ăn no đủ lắm ạ. Nhưng mà một ngày mình ăn một bữa như vậy tối thì có cảm thấy đói dạ hôm đầu tiên thì cũng thấy đói và hôm thứ hai thứ ba thì thấy quen và thấy đủ. Nhưng mà khi mà mình đói như vậy thì mình làm sao để cho mình quên đi cái đói đó? Còn uống nước. Vâng, nói chung là sao anh phỏng vấn cái gì do bởi vì sự thích lo rất là vui chia sẻ thật đấy, còn hai sư thì có thể nói mọi người là hai. Mà đến lúc hiện tại, cái lúc đầu á là sư nói là nguyện đi theo thầy Minh Thích Minh Tuệ cả đời đúng không? Dạ. Thì qua 8 ngày bộ hành và đi chân đất và đi trên cái giữa trời đất thất nghị như thế này thì mình có suy nghĩ lại hay không là vẫn cái một lòng luôn. Có mua lúc con thối chí đấy. Nhưng mà mình vẫn nhắc nhở bản thân mình là kiểu gì cũng phải bán cho đoàn. Sau đó một thời gian là mình hồi phục sức khỏe thì mình mới luyện tập tiếp được. Thối chí là sao sư? Thối chí quá đúng không? Nó cũng mệt. Con Phật sư cho con xin lỗi tại vì sư dùng từ làm cho con không phải phải cười lên. Giống như kiểu là sáng nay là mình mệt mình đi cả thơ thẩn nó không biết đến khi nào đến cái nơi mà để nghỉ đúng không? Dạ đúng, nó cũng có lúc nó lạ đấy ạ. Cũng nó lạ nhưng mình thôi cứ động viên bản thân. Và với bản thân là mình cứ bám theo đoàn rồi một thời gian chân mình nó hồi phục lại luyện tập tiếp vẫn được không vấn đề. Nhưng mà mình mệt nhất thì mình đã làm điều gì để cho mình đỡ mệt không? Con lại cười thôi ạ. Sư lại cười. Vậy là mấy sư khác bây giờ mệt cứ cười là hết mà. Sư lại khác em mà em mà. Rồi ok, con cảm ơn sư đã chia sẻ qua sau 8 ngày mình đi bộ hành. Thật sự là một lời chia sẻ là rất là tuyệt vời. Vâng. Chúc có thầy sức khỏe. Là thầy lần này là thầy YouTube nữa không ạ? Dạ đúng là thầy YouTube đấy ạ. Mô Phật duyên cho biết bao nhiêu Phật tử. Mô Phật. Dạ. Các thầy thì giao duyên thì là bao nhiêu Phật tử ở trong nước ngoài nước mới biết được. Chứ tôi thì cũng biết mà còn rất là lâu.